bơm nước hoặc là dùng lời nói riêng, thì khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta vận hành nó đúng cách và nó bài bản thì động cơ hoặc là mọi thứ rất là bền. Và cái yếu tố đầu tiên và gì đó nến là cái việc mà chúng ta sử dụng là cái điện áp. Thông thường cái điện áp của mình nó bị tuột áp rất là nhiều. Cái điện áp tuột nó giống như chiếc xe của mình mà bị thiếu nhớt vậy đó. Mà quý vị nghĩ đơn giản mà chiếc xe hay là cái máy của mình á, cái máy ngày xưa mà ví dụ như cái máy D mình đang chạy mà thiếu nhớt cái lột dên ngay, mà điện yếu motor vẫn còn bền, nó còn bò được, nó là cái hay của motor, đúng không? Mình nghĩ đơn giản này, bây giờ cái máy thiếu nhớt là lột dên mà cái motor vẫn còn bò được, thì chúng ta lưu ý đầu tiên là chúng ta nên đó là cải thiện kiểm tra cái dòng điện trước. Và thứ hai, khi chúng ta sử dụng cái dòng này á, là chúng ta ví dụ như khi mà chúng ta sử dụng những cái đường tải mà nó ngút nó sâu á, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng á, là lưu ý chúng ta nên đó là thiết kế chặn gác. Đây là cái dòng L140. Cái dòng này, phiên bản này bên Duy đã thiết kế ra một cái phiên bản là tập trung để nhẹ điện với một cái động cơ đó là chỉ 2 HP. Khi mà chúng ta sử dụng 2 HP thì có là nhiều cái vùng là nông nghiệp hoặc là cái vùng mà thủy sản chúng ta đó, thì cái cộng điện nó không lớn lắm. Và từ cái nhà mà dắt ra tới cánh đồng là có nghĩa là mạng lưới quốc gia mà đó, cái mạng lưới điện gia đình mình thì đa số nó sẽ đủ 220, nhưng mà tới cái cánh đồng của mình nó lại không đủ, thì cái dòng này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này phần nào. Không phải là cái dòng này nó sẽ chạy thiếu điện được, nhưng mà những cái dòng mà điện yếu khi mà cộng điện nó nhỏ đó thì vẫn còn chơi được. Còn những cái dòng mà 5 ngựa hoặc là 7 ngựa rưỡi thì nó lớn quá thì không có sử dụng được, thì chúng ta sử dụng những dòng như nhỏ này. Nhưng mà cái lượng nước nó ra tới 140 thì cái phi 140 L40 này nó lại giải quyết vấn đề đó, ok nha. Và có cần chi tiết không, dòng này thì bên Duy đã làm đó là inox 304 toàn phần để chúng ta sử dụng bền, hoặc chúng ta sử dụng để ổn định theo thời gian, và điện 1 pha hay là 3 pha 380V đều có, để chúng ta sử dụng từ quy mô gia đình tới quy mô công nghiệp, là những cái cánh đồng lớn hay cái farm lớn chúng ta vẫn sử dụng được. Có cần chi tiết hơn thì bà con cứ điện ngay Duy để Duy tư vấn với các bạn, hoặc là kỹ thuật của Duy để mà đồng hành cùng với các bạn, đó là suốt chặng đường khi trước khi mua hàng, sau khi mua hàng và sau đó nữa. Dạ, rất là cảm ơn các bạn nha. Xin chào, hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.